tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây. Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi à? Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi. Ôi, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp hay lắm bà. Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn. Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế? Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ. Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo. Cúng su bạc cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nghe nói nhiều, như những phát thanh tiền, người bán hàng đã xin vài sâu tiền. Ôi dào ơi, cần gì phải nhớ ai, chị cứ mở điện thoại ra là được thôi mà. Ôi dồi ơi, nhưng mà tôi dùng điện thoại củ gạch này thì làm sao mà mở được. Điện đây anh mở để chị ý biết thêm về cái bệnh mà bố chồng chị ý đang phải gánh chịu vì cái thuốc lá gây nên đi anh. Đây 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 nhá, bệnh tim mạch và đột quỵ này, đây do thuốc lá này. Vâng. Đây nhá, chị nhìn rõ chưa, đây này. Nhưng mà mắt tôi mờ lắm, chú đọc cho tôi nghe xem nào. Đây nhá. Vừa cả. Quảng đã trải qua 82 tuần đứng ở bảng xếp hạng thế giới, kết quả tốt thứ 10 trong lịch sử của Hiệp hội Quần vợt nữ. Vận động viên trượt tuyết người Trung Quốc Aileen Gu đã tử vong đây này. Nguy hiểm quá. Nano, nano, đông trùng. Bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Chương trình ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Bác Tài Đăng Quốc ạ. Đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chậm quá. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Đấy, chậm lắm. Thông ổn định và ở hướng ngược lại, hướng đoạn từ km 15 đến km 12 thì lượng phương tiện đông và di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 km các bạn nhé. Đó là những thông tin. Đây đây tắt chậm đây. Quan ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả đài. Và mong là các bạn thính giả nghe đài, các bác tài khi mà di chuyển trên đường có bất kỳ những thông tin nào khác về giao thông thì cũng hãy tiếp tục cập nhật cho chương trình dần. Đây là VOV giao thông khu vực. Thì như vậy là 60 phút của chương trình giao thông giờ cập. Của đời sống văn hóa xã hội, cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư, những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm. VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu. Nhịp đập thể thao. Nhịp đập thể thao. Thầy Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. Sau phần điểm các diễn biến thể thao trong nước và quốc tế nổi bật 24 giờ qua, chuyên mục Gương mặt thể thao cung cấp thông tin mới nhất về Super League và phản ứng của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đối với dự án bóng đá tham vọng này. Rafael Nadal tái xuất sân. Radio chỉ là nét. Line hoạt động bình thường. 1.380.000 đồng một mức thóc rẻ nhất quả đất. Hai cửa băng cassette đang Trần Văn Tịt. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.